Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Đây, ngoài giao diện chính nhá, có phần câu lạc bộ này thì nó rất là ngon lành bởi vì chúng ta có thể lựa chọn được phe mà chúng ta mong muốn. Đó, ví dụ như anh em chơi kiểm soát này, sức mạnh này, tốc độ, hay là như mình đây thì mình khuyên anh em là nên đầu tư cái đấy vào trong cái hệ gọi là sáng tạo cũng như vào hủy diệt ấy. Thì hai cái hệ này là cái tỷ lệ ra tướng nó khó nhất, thì mình nên có được những cái vé như thế này rồi thì mình sẽ đầu tư vào đây, để mà về lâu về dài mình vẫn cần một trong số những em mà hủy diệt hoặc là sáng tạo để mà gánh team đấy. Đó là như vậy, thì mình có 20 cái vé này, mình sẽ chiêu mộ thử xem tỷ lệ như thế nào anh em nhá. Ok, bây giờ mình sẽ xả nhá, xem như thế nào nào. Cố lên, u là trời. Trời ơi, nhưng mà mình chiêu mộ x10 thì nó mới chỉ ra có 30 mảnh thôi anh em ạ. Thêm phát nữa thì xem nào. Rồi đây rồi, ngon rồi. Ui, cái gì đây? Mây mây tử thần, wow. Và Hanami. Ồ, nhưng mà có mây mây tử thần là ngon này anh em đấy. Cộng với đó là 15 này, 30 này. Ui, phát thứ hai này đỉnh cao ấy nhở, 60 mảnh luôn. Được cái chứ. Ngon lành này anh em này. Phát đầu tiên thì mình thấy hơi ối dồi ôi, nhưng phát thứ hai là mình thấy bắt đầu ổn áp hơn rất nhiều anh em nhé. Đây anh em có thể nhìn thấy cái tỷ lệ của nó thì rõ hơn này. Đấy, như ví dụ như mấy vị tướng cùi cùi này nhá là 0.8%, nhưng mà mây mây tử thần là chỉ có 0.1% thôi đấy. Thế mà mình ra được thì chứng tỏ là mình hên đấy chứ, đúng không anh em? Check thử xem vị tướng mây mây tử thần của mình cái nào. À quên, nó nằm ở trong phần mảnh này này, mình phải ghép cái đã. Đây này, ghép nhanh luôn nha, xem được cái gì anh em nhá. Ôi da, Tochi đặc vụ này. Wow. Rồi thì cái gì đây? Hiromi này. Và đây, nhân vật chính của chúng ta, mây mây tử thần luôn. Ôi, ngon. Được anh em ạ. Thì nếu như anh em có cái vé quay đấy, nhớ dành trong cái phần sáng tạo và hủy diệt này nhá. Ui sởi ơi, toàn tướng mạnh thôi. Và nếu như anh em là tân thủ mới chơi tựa game Lây Nguyên Quỷ Dữ thì nhớ click vào trong danh sách phát để có thể xem thêm nhiều hơn video về tựa game này nhá. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.